Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh lớp 12 thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ gửi tới quý vị, các bạn, các em học sinh lớp 12 những ý cơ bản nhất cho đề bài phân tích 10 câu thơ sau để làm rõ bức tranh tứ bình về cảnh và người Việt Bắc trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Đoạn thơ cụ thể như thế này: ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa hồng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao, nắng, ánh dao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chút từng sợi giang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Ở trong cái bài này cũng giống như trong các cái clip trước, thì tôi lưu ý các em học sinh, đó là những cái phần in màu đỏ là những phần quan trọng, còn những phần màu đen hoặc những màu khác là những phần chúng ta lắng nghe, tham khảo để biến cái bài văn của mình thành một cái bài văn có nhiều cái điểm ok nhất. Phần mở bài chúng ta lưu ý giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích và trích lược đoạn trích. Có thể lấy ví dụ như thế này: chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, hiệp định Geneva được ký kết, hòa bình lập lại trên miền Bắc nước ta. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương đảng, chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô Hà Nội. Nhân sự kiện ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Bài thơ có lối tiết cấu theo kiểu đối đáp mình ta quen thuộc của ca dao dân ca giữa những người yêu nhau. Thông qua cái lối đối đáp ấy thì Tố Hữu đã thể hiện những ân tình của người cán bộ cách mạng về xuôi đối với đồng bào các dân tộc miền chiến khu Việt Bắc. Một trong những đoạn thơ thể hiện sâu sắc nỗi nhớ ấy chính là đoạn mà người ta quen gọi là bức tranh tứ bình, bắt đầu từ chữ ta về mình có nhớ ta cho đến chữ nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Sau đó ở phần thân bài thì cái luận điểm lớn đầu tiên là chúng ta khái quát chung về đoạn thơ với cấu trúc đoạn thơ hai phần. Hai câu đầu, câu hỏi tu từ thể hiện nỗi nhớ bâng khuâng tha thiết trong buổi chia tay về vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng và vẻ đẹp của con người Việt Bắc. Tám câu còn lại là vẻ đẹp cụ thể của thiên nhiên, núi rừng và con người Việt Bắc trong bốn mùa mà người ta gọi nó là tứ bình. Tứ là bốn. Phần luận điểm lớn thứ hai, chúng ta phân tích cụ thể. Thì cái phần này, như ở cái kết cấu ta vừa nói, ở cái bố cục của đoạn thơ ta vừa nói, thì ta chia làm hai ý lớn. Thứ nhất, đó là hai câu đầu, và thứ hai là tám câu còn lại. Hai câu đầu, câu hỏi tu từ thể hiện nỗi nhớ bâng khuâng tha thiết trong buổi chia tay về vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng và vẻ đẹp của con người Việt Bắc. Điệp từ ta về lặp lại ở đầu hai câu thơ, nó thể hiện nó chia hai câu thành hai ý. Ý thứ nhất là lời hỏi của người về xuôi với người Việt Bắc, người ở lại liệu có nhớ người về xuôi hay không. Ý thứ hai là lời khẳng định của người về xuôi với người Việt Bắc, người về xuôi rất nhớ người ở lại và nhớ hoa, tức là nhớ thiên nhiên Việt Bắc. Suy đạt hai câu đầu có nội dung khái quát nỗi nhớ sự thủy chung của người về xuôi đối với người Việt Bắc, đồng thời cũng thể hiện rất rõ ở hai câu đầu. Tiếp theo, tám câu còn lại là vẻ đẹp cụ thể của thiên nhiên, núi rừng và con người Việt Bắc trong bốn mùa mà ta quen gọi là tứ bình. Hai câu đầu là vẻ đẹp của mùa đông ở Việt Bắc, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao, nắng, ánh, dao, gài, thắt lưng, là vẻ đẹp của cảnh và người Việt Bắc vào mùa đông. Thiên nhiên nổi bật trên nền xanh của núi rừng là màu đỏ của hoa chuối, ấy là một mùa đông không lạnh. Con người lên đèo, làm rừng làm rẫy, con dao của người đi rừng được ánh nắng phản quang, sáng lấp loáng, ấy là con người chăm lao động, khỏe khoắn. Câu thơ thứ ba, câu thơ thứ tư là vẻ đẹp của mùa xuân Việt Bắc. Ngày xuân mưa nở trắng rừng, nhớ người đã nón chút từng sợi giang. Thiên nhiên trong câu hai câu này
là mùa xuân núi rừng Việt Bắc, hoa mơ nở trắng, màu trắng tinh khôi tươi mới. Con người trong hai câu này chuốt tầng sợi giang, ấy là con người chăm lao động, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận và nghệ thuật. Câu thơ thứ 5 và câu thơ thứ 6 là vẻ đẹp của mùa hè Việt Bắc. Nghe kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Thiên nhiên trong hai câu này là mùa hè rộn rã tiếng ve, sóng sánh sắc màu, màu vàng của lá phách cuối hè đổ ào ào. Khu rừng bỗng biến thành một lâu đài vàng. Ở đây khiến người ta dễ liên hệ, liên tưởng đến bức tranh mùa thu vàng của tác giả, họa sĩ Lê Vinh Tam. Cô em gái là con người ở trong hai cái câu này. Và cái cô em gái ấy trẻ trung, tươi tắn, hồn nhiên, nhí nhảnh, đi lên rừng hái măng nuôi cán bộ cách mạng. Chỗ này khiến chúng ta dễ dàng liên hệ, liên tưởng tới hình ảnh người thiếu nữ say ngô trong bài thơ Chiều Tối của Hồ Chí Minh. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc ma hoạ lô dĩ hồng, cô em xóm núi say ngô, say hết lò than đã rực hồng. Cô em xóm núi say ngô tối, say hết lò than đã rực hồng. Trở lại với đoạn thơ 10 câu của Tố Hữu trong Việt Bắc, thì câu thơ thứ 7, câu thơ thứ 8 trong phần thứ 2 là vẻ đẹp mùa thu Việt Bắc. Rừng thu chân rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Thiên nhiên trong hai câu này là mùa thu có ánh trăng hòa bình với màu sắc hiền hòa, nó ẩn dụ cho con người Việt Bắc cũng hiền lành. Con người cụ thể ở trong hai câu này là con người ân tình thủy chung. Họ không xuất hiện một cách trực tiếp mà xuất hiện gián tiếp qua tiếng hát ân tình thủy chung. Ấy là tiếng hát của những con người rất giàu tình nghĩa, tình cảm. Chỗ này ta có thể liên hệ, liên tưởng tới hình ảnh người mến, người mẹ trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên, sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 1, trang 142, chương trình giáo dục năm 2006. Con nhớ mé lửa hồng soi tóc bạc, năm con đau mé thước một mùa dài. Con với mé không phải hòn báo cắt, nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn luôn. Sau đó, trước khi đi vào kết bài, thì các em nhớ có đôi điều nhận xét về nghệ thuật của đoạn thơ. Ví dụ, nghệ thuật tứ bình tạo sự cân đối hài hòa và có tác dụng khắc họa toàn diện vẻ đẹp của đối tượng. Bốn bức tranh tôn lên giá trị của nhau, không thể tách riêng. Chúng là bức tranh tuyệt sắc, có sự hài hòa, hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Ở phần kết bài, ta nhớ hai ý. Một là khái quát lại nội dung và nghệ thuật đoạn thơ. Hai là có đôi lời liên hệ mở rộng. Ví dụ, khép lại khổ thơ, nỗi nhớ bâng khuâng tha thiết vẫn trải dài, vang vọng khắp không gian. Nỗi nhớ ấy như một lời tri ân sâu nặng của tác giả đối với thiên nhiên và con người nơi đây. Đồng thời, với việc lựa chọn các hình ảnh bình dị, ngôn ngữ thơ trong sáng dễ hiểu, nhưng lại tạo nên một bức tranh tứ bình đặc sắc, lại một lần nữa khẳng định tài năng nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu. Quý vị và các bạn thân mến, theo học sinh lớp 12 thân mến, trên đây Thanh Tùng diễn đọc và cơ bản gửi tới quý vị các bạn theo học sinh lớp 12 những ý quan trọng nhất trong cái đề bài là phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh để kiến thức văn học trong trường học tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng mến chào.